xin giới thiệu tiếng về cái cơ duyên đến với lại cái việc làm YouTube. Thì em làm về người trong ngành y, thì em tốt nghiệp năm 2007 và đi làm cho đến bây giờ em vẫn còn đi làm ở bệnh viện. Ngày xưa thì cứ đi làm mà rồi ít giờ về rồi cà phê này đi đó. Ngày đó thì cũng không biết về rành lắm về Google, về YouTube. Tuy nhiên đến với YouTube đó là một ngày thì nó mua thành một tờ vé số và nó trúng được cái giải 1 triệu. Và tối hôm đó thì em đang trong lúc đang xem một bộ phim thì nó có quảng cáo về khóa học giảm giá kiếm tiền trên YouTube của Edumore. Giá là 299 ngàn, em nhớ là như vậy. Thì sau đó thì khi mua về thì em để trong một cuốn sách và để đó và không đụng đến nó trong vòng 6 tháng. Thì cơ duyên đó là sau đó 6 tháng thì cũng đang sinh viên thì lại gặp là rất gặp được, không phải là một cái cáo của Edumore nữa mà đó là một video của thầy, của thầy Hiếu về cách kiếm tiền online, kiếm tiền YouTube, kiếm tiền Google. Thì nó xem video đó rất là thích thú. Tôi có thấy thầy qua cái video thì thấy thầy có sự tin tưởng, dù không tin tưởng lắm, xem và bắt đầu có hứng thú với việc kiếm tiền trên YouTube. Là sự nhớ lại đó là mình cũng lúc trước mình cũng có mua một khóa học cách đây 6 tháng và mình lôi cuốn sách ra và lấy khóa học nó ra nghiên cứu. Thì thực tế là ngày đó không có rành về YouTube lắm mà coi vô của thầy thì chỉ biết có một video đã coi thôi, không biết cách vào cái kênh của thầy để mà tìm hiểu kỹ. Thì mình lôi cái tài liệu đó ra và làm, bắt đầu tập làm thôi. Tập làm thì nó bắt đầu hiểu và bắt đầu biết được và tìm hiểu cái kênh của thầy kỹ hơn và bắt đầu làm theo. Thì mới đầu thì cũng hiểu theo thầy thì cũng làm đi tương tác, rồi thầy nói gì thì làm đó, thầy cũng không biết gì hết, chỉ thầy nói sao thì làm vậy thôi. Thì kết quả sau 6 tháng là chưa kiếm nổi được 10 đô và cái kênh thì cũng bị chết. Cảm giác lúc đó thì cũng rất là buồn, thì dù sao mình cũng đã bỏ công sức trong vòng 6 tháng. Nhưng lúc đó thì cũng
tiền nhiều nhưng mà có là tiền nhưng mà lại ít, mà làm cái kênh nó cũng không lên nổi. Rồi cảm thấy chán nản, đôi lúc cũng chán nản. Nhưng mà mình làm biết là mình giống như là không bỏ được. Không có tiền nhiều nhưng mà làm. Tìm hiểu thêm, mình tham gia những cái lúc tìm hiểu thêm thì hiện tại thì cũng có thể làm ra tiền tốt hơn lúc trước rất nhiều, nhưng mà nhà cũng 2-3 tháng được 100 đô, thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà cũng có hy vọng. Thì thời gian gần đây thì thấy thầy có lúc chia sẻ chắc thấy thầy có đăng về cái tuyển vào cái hồi lúc mới này, thì lúc 300 tiếng bên này thì em cũng bằng một vĩ đại, thì không ngờ được thầy dịp vào hồi lúc rất là hữu ích này, cũng hy vọng mà anh chị em trong group đấy cùng giúp đỡ lẫn nhau phát triển về YouTube. Thank you.